người xuống hiên nhà. Anh và em ngồi bên cạnh nhau mà sao xa đến tận, là do ta đã chẳng còn yêu như ban đầu, hay là do ta đã yêu nhau quá nhiều. Anh từng nghĩ mình sẽ cùng nhau cho đến khi xa, em từng nghĩ chỉ cần tình yêu ta sẽ mãi ấm êm. Nhưng giờ đây vẫn thấy nhớ em, dù em đang ở bên anh, dù một câu yêu em chẳng thể nói. Nếu như ngày đó dẫu bão giông mặc trong gai đôi rời, anh vẫn cùng em trong tay đi qua ngày sau. Nếu như ngày đó nếu mai này chẳng thể xóa đi tổn thương ta đã mang, anh vẫn nguyện cùng bên em đi hết một đời về sau. 3 năm là đã quá đủ cho những đau thương một đời, anh chỉ cần em vẫn ở đây ngày sau để ta lại có thể về những vì sao. Có thể về những vì sao.